Con có mèo tiếng Anh ở đó hả? Là gì? Cat. Đúng rồi. Thế quả cam tiếng Anh là gì? Daddy. Daddy. Cả nhà mình sẽ... Ôi, con kiến. Bây giờ thì cả nhà mình sẽ cùng nhau đi siêu thị mua thịt để ngày mai làm bún chả nhé. Quay bố à? Hả? Xin chào. Con vẫy được. Con vẫy thì làm sao ai thấy được? Đây con vẫy lại đi. Con vẫy này thì mọi người mới thấy chứ. Cầm cho mẹ. Ôi nha. Đây là sữa chua. Để hết chỗ rồi. Hết chỗ à? Em cứ để ở chồng lên nhau cũng được. À, đúng không? Phải cái đấy. Cái hộp cơm đó. Đây á? Hết cái hộp cơm kia. Con gì? Gì á? Là con bà. Có hệ sữa này cơ. Đây, em cầm sữa này cho mẹ. Sữa kia con bà không nhỉ? Mẹ đợi làm vừa nói nha, chỉ mua thịt thôi nè. Phát sinh, Cam lấy hộp nào? Hộp này đi. Hộp này nhá, ok. Lấy hộp này nhá. Mày thích hộp này à? Bạn lại đi siêu thị về thì bọn mình có lên trên nhà ông bà thì ăn cơm tối rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái thịt này ra. Ngày mai thì mình sẽ làm bún chả này và làm thịt xiên nướng. Thì đại loại là bây giờ thì mình sẽ tập bước trước để ngày mai thì sáng mai ăn trưa mà. Sáng ngủ dậy tầm 9 giờ thì vẫn thoải mái và chỉ việc nướng là xong thôi. Nếu bạn nào quan tâm về công thức thịt xiên nướng với cả cái bún chả thì mình sẽ gắn cụ thể cái công thức ở bên dưới phần mô tả để cho mọi người tham khảo ha. Điều đầu tiên khi mà đi mua thịt về là mọi người phải rửa thịt thật là sạch nhá. Ở đây thì hôm nay mình mua được 2 miếng thịt ba chỉ rất là ngon, với cả cái kích thước nó cũng khá là to ấy, sẽ giúp cho cái miếng chả ngày mai nó sẽ ngon. Bây giờ thì mình sẽ bỏ 2 cái miếng thịt ba chỉ này ra và mình sẽ rửa qua với cả muối với cả gừng để cho nó sạch mọi người nhá. Cái bụng no nào, trông cái bụng no kìa. Tranh thủ bộ đầu cho Cam xong, làm tóc xong cho Cam mà cái máy này. Ôi, chảy nước mắt rồi. Gì mà không? Bóc từng này hành. Rồi bây giờ ở đây thì mình đã thái xong, băm xong gừng này, sả này, tỏi với cả hành khô. Đó, bây giờ thì hai cái miếng thịt ban nãy mình rửa ấy mọi người, mình cũng đã để ráo rồi. Với cái thịt mà để làm chả miếng ấy thì mình sẽ thái nó khoảng tầm từ 2 đến 3 ly, hơi dày dày một chút và để nguyên bì. Để ngày mai khi mình nướng ấy, nó sẽ thành từng cái miếng lớn, ăn nó sẽ ngon hơn. Và các bạn chú ý cho mình là cái phần thịt xiên nướng ấy, là các bạn sẽ lọc hết cho mình cái phần bì đi nhá. Nếu mà không lọc phần bì đi thì khi mà nướng thịt thì ăn nó sẽ rất là dai. Với một miếng chả miếng ấy thì mình sẽ thái không cắt ở bì đây. Thì hai lát nó sẽ thành một miếng chả miếng, thì chúng ta sẽ được một cái miếng to bản như thế này. Đó. Thái thịt chưa? Cam đã bao giờ thái thịt chưa? Dạ. Chưa. Thích ăn cơm bún nấu không? Thích ăn cơm bún nấu không? Không á? Cả. Sao bảo là không? Hả? À, tại sao không thích ăn cơm bún nấu? Buồn thế nhỉ? Không. Bây giờ nó ổn hơn rồi á. Con nói gì bố chả hiểu gì cả luôn á. Rồi, như vậy là mình đã xài xong âu thịt để làm chả miếng. Rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ thái qua cái phần để làm thịt xiên. Thì muốn làm thịt xiên thì như lúc nãy mình có nói là các bạn phải bỏ cái phần bì đi nhá. Bây giờ mình sẽ lọc cái phần bì của cái miếng thịt này đi này. Đó. Các bạn sẽ
lọc và các bạn sẽ bỏ cái phần bì lợn này đi. Sau đó thì với thịt mà để các bạn làm thịt xiên ý, thì các bạn sẽ thái cái lát nó mỏng thôi. Nhưng mà cố gắng là thái nó vẫn còn nguyên miếng nhá. Đây, bạn hãy cố gắng thái nó còn nguyên miếng như thế này. Tiếp theo là tới phần chả băm. Thì trước khi mà mọi người tẩm ướp ấy, thì với phần chả băm này thì mọi người chú ý cho mình một bước. Đây, mọi người sẽ dùng cho mình một cái chày và mọi người sẽ giã cho mình. Kiểu như người ta sẽ dùng từ là quét thịt ý. Mọi người sẽ quét cho mình cái thịt này tầm khoảng 15 phút để cho cái phần chả băm ấy ăn nó sẽ được dai và nó sẽ ngon hơn. Kỳ công thật sự. Thì xác định làm cho ngon mà. Anh nghĩ ra là bọn mình định là ngày mai dậy mình đi mua thịt xong rồi về ướp, nhưng mà may quá, nghĩ nào lại đi mua từ hôm trước. Đấy thì đây mình đang ướp ba loại thịt, thì mỗi cái cách, mỗi lỗi loại thịt nhé, thì chúng ta sẽ có cái cách ướp khác nhau. Chưa để ướp với cả thịt xiên nướng. Em chưa nghe bao giờ luôn ý. Thứ nhất là nếu mà ướp với cả thịt xiên nướng như vậy thì sẽ làm cho thịt xiên nó mềm. Thịt xiên nó mềm, vì thứ hai là ăn nó sẽ hơi thơm nhẹ, hơi béo béo, mùi sữa. Đấy. Nhưng mà phải là sữa không đường chứ đúng không chồng? Đúng, sữa không đường. Đây, mình đổ sữa vào thịt luôn này này mọi người. Ok, xong bây giờ là mình chỉ trộn lên xong rồi mình để bây giờ mai mình chỉ cho ra giảm rồi ướp thôi. Đấy, xong rồi mình sẽ để ở trong tủ lạnh rồi sáng mai thì mình được. Rồi, các bạn vào chơi đi. Em tắt tivi đi để đi ngủ. Ok. Trời rất là nhiều mây luôn. Good morning. Rất là tiện, bún tươi. Nhưng mà bún này cũng chỉ ăn trong ngày thôi đúng không bố? Đây này, nó chỉ được ăn trong vòng 48 giờ thôi. Cái bún này ăn cũng rất là ngon. Không khác gì bún mọi người mua cân ở chợ cả. Nhưng mà mình cảm giác nó đóng gói như này thì nó cũng rất là sạch sẽ. Một chút nữa thì bọn mình sẽ mang ra nướng. Hy vọng là ngày hôm nay trời sẽ không mưa. Đây là phần thịt mà mình đã ướp được khoảng sấp xỉ 12 tiếng từ đêm ngày hôm qua. Đây là cái phần thịt xiên này mọi người. Đó, đây là phần chả miếng. Còn cái phần chả băm mà trước khi mà mọi người đem nướng ấy, mọi người sẽ cắt vào đây thêm một ít hành lá, sau đó mọi người sẽ trộn lên nhá. Đồng thời bây giờ ấy, thì mình sẽ làm thêm một cái công đoạn nữa. Đấy là trước khi mà đem tất cả cái chỗ này đi nướng thì mình sẽ lấy thử một miếng thịt từ mỗi loại ra mà mình sẽ mang đi chiên trước để mình test thử xem cái vị nó đã vừa chưa, có bị ngọt không, có bị mặn không, để trước khi nướng mình sẽ gia giảm lại một chút ấy. Đó, để khi mà nướng ra cái phần bún chả nó sẽ chuẩn hơn. Đây, bên cạnh cái việc mà sẽ chiên test thử cái phần thịt này thì mình cũng đang làm nước mắm luôn. Công thức nước mắm thì mình cũng sẽ để ở dưới phần mô tả để cho mọi người biết nhá. Đó, nước mắm bún chả là phải ăn nóng mọi người nhá. Nước mắm này chúng ta sẽ không pha quá mặn ý, tại vì là chúng ta sẽ còn húp và kiểu như là húp cùng cả cái nước mắm này trong quá trình mà chúng ta ăn bún nữa. Còn bên này là cái phần chả mà mình đã áp chảo thử này. Bây giờ thì mình sẽ ăn xem vị nó như nào ha. Thịt băm ok này, chả miếng ngon. Có mùi xả không? Có đúng không? Thì đấy là phần thịt xiên nướng, nó sẽ khác cái thịt miếng bún chả là có xả và có gừng. Ngon không? Ngon. Mềm không? Mềm. Ok rồi, vị đã vừa rồi, bây giờ chúng ta sẽ mang đi nướng nhá. Mọi người xin thịt ý, thì mọi người chú ý cho mình một điều ấy, là mọi người đừng có xiên nó quá là xít nhau nhá. Để vì xiên mà quá là xít nhau thì cái phần thịt ở giữa, những cái miếng thịt ý, nó sẽ không chín đâu. Cho nên là mọi người xiên cho mình thưa thưa ra một chút. Ơ, đeo ba lô đi đâu đấy? Con ra đây. Thôi mày xem cái ba lô nào. Rồi bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu nhóm than để mà nướng bún chả. Nướng thịt, than đấy thôi. Wow. Ôi xôi ôi. Là tôi còn cầm cái này đi, cái này vô dụng rồi. Cái này thì quả thì đến bao giờ nó mới lên than hả cả. Ui xồi ôi, màu ấy ngon nhức cát luôn. Tại vì là trong này có cái nước màu ấy. Mình làm một ít nước hàng, nước màu vào cho nên là màu sẽ rất là đẹp. Nhưng mà đây chưa gọi là chín hẳn đâu mọi người. Tí nữa sẽ còn lấy
còn chín hơn nữa. Những cái chỗ nào mà về sau cháy cháy này mọi người thì mọi người sẽ cắt bỏ nó đi nhé. Ở ngoài hàng người ta cũng sẽ làm như vậy. Giỏi ghê ta. Có thể khói không? Thầy nấu kem đi thịt xiên nướng xong rồi đây mọi người. Em đã thử, ôi ngon lắm. Bây giờ bọn mình sẽ xịt tương ớt lên. Ê, để quay story. Mời mọi người nhé. Nhức nách luôn. Nhức nách luôn nào. Nhức nách. Ngon không? Ngon quá. Bia đang quạt chả miếng. Quạt chả băm nữa. Không ít đâu. Ui, đây mình làm vừa xinh luôn. Một vỉ thôi thì mình đây có cả thịt xiên với cả chả đây. Đó, đây là những cái miếng chả. Tí nữa sẽ nướng thơm mùi than mà cho vào nước mắm nữa. 1 2 3 4 5. 5. Đủ 5 chưa con? Rồi. 5 đôi đũa thì sẽ là 10 chiếc đũa các bạn ạ, không phải là 5 chiếc. Con để mua thêm 5 chiếc nữa là được nhá. Con lấy đĩa màu gì cũng được, con thích lấy đĩa màu nào cũng được. Ok, con cầm hai tay chắc vào không là rơi. Đây, nhìn mẹ này. Đó. Dẻo. Sự đây là phần chả băm này, thịt xiên với cả chả miếng đã nướng xong rồi, bây giờ mang vào ăn nhá mọi người. Ui, uống nước bằng cái gì đấy? Đồ chua này, nước mắm nóng để ăn bún chả này, rau sống này, bún này, cam làm gì đấy? Cam ăn món nào trước? Cam ăn món nào trước? Phải cho chả này, cho chán nước mắm này, thêm đồ chua vào này. Ăn ngon. Nó. Ngon không? Ngon đấy. Bây giờ mình sẽ cho bún vào trong bát này thì ăn nhá. Thêm một ít rau sống nữa này. Tỏi thì tiếc, ai ăn thì cho vào mẹ. Ngon lắm. Ngon phết. Thì nó cũng bị khô. Không nướng thì tất cả mọi cái nó đều ăn mềm cả mình. Ớt ăn tỏi băm con để riêng nhá. Có cái dưa chuột này. Cũng ngon này. Bình thường ấy thì ở ngoài hàng họ không có cái dưa chuột này đâu mọi người, nhưng mà cái này thì khi mà ăn ở nhà mình làm thêm cái món này ăn ngon lắm. Ồ, mình đã ăn cơm xong à, bọn mình đã ăn bún chả xong, bây giờ thì mẹ Loan đang dọn rửa một chút. Và nếu dọn rửa một chút á. Một chút, có máy rửa bát lo rồi còn gì. Đó. Nhưng vẫn không phải là một chút. Mình còn bị đứt tay trong đầu quá. Nếu mà các bạn thích video này hoặc là các bạn có gợi ý gì cho những món tiếp theo thì các bạn hãy comment ở bên dưới để bọn mình có thể làm nhiều món ăn hơn nữa để gửi tới các bạn trong dịp nghỉ hè này nhé. Tạm biệt mọi người rất là nhiều. Bye bye. Tạm biệt mọi người rất là nhiều. Tạm biệt mọi người nhiều. Bye bye.